Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Hải quân Ukraine đánh chìm thêm một chiến hạm của Nga. Trong bản tin tối thứ Sáu ngày 17 tháng 6, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hải quân nước này đã đánh chìm chiến hạm Spasato Vasilyevsk của Nga, và như thế giờ đây soái hạm Mạc Tư Khoa bị đánh chìm hồi tháng 4 sẽ không còn cô đơn dưới đáy hắc hải. Thống đốc Odessa, Maxim Matchenko, đã cho biết như sau về cuộc tấn công thành công của Ukraine vào chiến hạm Nga. Sáng nay tại hắc hải, chiến hạm Vasilyevsk của hạm đội hắc hải đã bị trúng hỏa tiễn khi đang vận chuyển đạn dược, vũ khí, binh sĩ và các hỏa tiễn SAM to đến đảo Trắng. Xin chúc mừng soái hạm Mạc Tư Khoa giờ đây có bạn. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết chiến hạm Vasilyevsk đã bị trúng hai hỏa tiễn Harpoon. Đây là lần đầu tiên Ukraine cho biết họ bắn trúng tàu Nga bằng loại hỏa tiễn chống hạm do phương Tây cung cấp. Hệ thống hỏa tiễn Harpoon lướt là trên mặt biển có thể đánh chìm một con tàu ở đường chân trời ở khoảng cách hơn 130 km. Đan Mạch đã cung cấp cho Ukraine loại hỏa tiễn lợi hại này. Để đề phòng bất trắc, các chiến hạm của Nga đã phải rút lui ra xa bờ biển Odessa của Ukraine. Tuy nhiên, chiến hạm Vasilyevsk được giao nhiệm vụ vận chuyển đạn dược, vũ khí, binh sĩ và các hỏa tiễn SAM to đến đảo Trắng, chỉ cách bãi biển Odessa có 11 km. Hỏa tiễn Harpoon được thiết kế để lướt trên mặt biển rất khó chống đỡ, đang là một mối lo ngại đối với hải quân Nga. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kyiv để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hủy chuyến thăm dự kiến tới hội nghị thượng đỉnh ở Doncaster vào phút chót, nơi ông dự kiến sẽ có bài phát biểu trước các nghị sĩ đảng bảo thủ và các ủy viên hội đồng địa phương từ miền Bắc nước Anh. Thay vào đó, ông Boris Johnson đã có mặt tại Kyiv. Đây là chuyến đi thứ hai của Johnson tới Ukraine kể từ đầu cuộc chiến. Chuyến đi diễn ra sau chuyến thăm của các nhà lãnh đạo hàng đầu Liên hiệp Âu Châu Emmanuel Macron, Olaf Scholz và Mario Draghi trong tuần này. Boris Johnson đã đề nghị khởi động một chiến dịch huấn luyện lớn cho các lực lượng Ukraine với khả năng huấn luyện lên đến 10.000 binh sĩ trong thời gian 120 ngày. Tại Kyiv, Thủ tướng Boris Johnson nói, chuyến thăm của tôi hôm nay giữa cuộc chiến khốc liệt này là để gửi một thông điệp rõ ràng và đơn giản đến người dân Ukraine, Vương quốc Anh ở bên các bạn, và chúng tôi sẽ ở bên các bạn cho đến khi các bạn giành được chiến thắng cuối cùng. Ông nói thêm, chương trình huấn luyện quân sự mới có thể thay đổi phương trình của cuộc chiến này, khai thác tối đa hỏa lực hùng hậu nhất và quyết tâm chiến thắng của người Ukraine.
Ông Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết các cuộc đàm phán giữa Thủ tướng Boris Johnson và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đề cập đến nguồn cung cấp vũ khí hạng nặng và hệ thống phòng không rất cần thiết, hỗ trợ kinh tế cho Ukraine, gia tăng áp lực trừng phạt đối với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra rất xúc động trước chuyến viếng thăm lần thứ hai của Thủ tướng Anh. Ông bày tỏ lòng biết ơn trước ủng hộ mạnh mẽ của Vương quốc Anh. Ông Zelensky nói, cuộc chiến kéo dài nhiều ngày đã chứng tỏ rằng sự ủng hộ của Anh đối với Ukraine là vững chắc và kiên quyết. Rất vui khi gặp lại người bạn tuyệt vời của đất nước chúng ta, Boris Johnson ở Kyiv. Đây là chuyến thăm thứ hai của Boris Johnson tới Kyiv kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào quốc gia của chúng ta. Chúng tôi có quan điểm chung về nỗ lực hướng tới chiến thắng của Ukraine. Tôi biết ơn vì một sự hỗ trợ đắc lực. Công chúa sắt đá của Crimea bị Vladimir Putin sa thải sau khi chỉ trích chiến tranh của Nga. Natalia Polonskaya sinh tại Melokalev của Ukraine trước khi gia đình dọn đến Crimea. Cô đã trở cờ đón gió theo Nga khi nước này sáp nhập Crimea vào lãnh thổ của mình. Là một người có nhan sắc, sau khi được bổ nhiệm làm tổng công tố Crimea, cô đã ly dị chồng vì xem việc có gia đình là một trở ngại trên con đường sự nghiệp. Vì thế, cô có danh hiệu là công chúa sắt đá của Crimea. Tuy nhiên, gần đây cô đã bị Vladimir Putin sa thải sau khi chỉ trích cuộc chiến của ông ta và biểu tượng Z. Natalia đã được bổ nhiệm làm tổng công tố viên Crimea vào năm 2014 ở tuổi 33 và sau đó được bổ nhiệm làm nghị sĩ ở mặt tư khoa. Natalia trở thành một chính trị gia nổi tiếng ở Nga sau khi phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh Âu Châu. Cô đã sẵn sàng trở thành đại sứ Nga, nhưng thay vào đó, cô được bổ nhiệm vào Rostochunichertovaf là cơ quan tìm cách phản đối những vi phạm quyền của người Nga ở nước ngoài. Natalia ủng hộ mạnh mẽ việc sáp nhập Crimea, nhưng đã gọi cuộc xâm lược Ukraine của Putin là một thảm họa. Cô công khai phản đối việc ném bom Kyiv và các thành phố lớn khác và nói rằng cái chữ Z được quân đội sử dụng tượng trưng cho đau buồn và bi kịch. Trong một bài phê bình quyết liệt về chiến tranh, cô ấy nói, mọi người đang chết dần, nhà cửa và toàn bộ thành phố bị phá hủy và hàng triệu người phải tị nạn. Cơ thể và linh hồn bị cắt xéo, trái tim tôi đang vỡ òa vì đau đớn. Hai quốc gia bản địa của tôi đang giết nhau, đó không phải là điều tôi muốn và không bao giờ là điều tôi muốn. Cô Đa cảnh báo rằng người Ukraine sẽ không chào đón người Nga bằng hoa như một số quan chức cấp cao của Điện Cẩm Linh tin tưởng và chỉ ra rằng quân đội của Putin đang tử trận với số lượng rất lớn. Cô cho biết chữ Z tượng trưng cho bi kịch và đau thương đối với cả Nga và Ukraine. Cô cảnh báo thật nguy hiểm nếu tôn thờ một cách mù quáng bất kỳ biểu tượng nào, lịch sử không thích điều đó. Tất cả các chính trị gia và nhà ngoại giao không giải quyết một cách hòa bình các xung đột và cho phép bất kỳ hoạt động quân sự nào đều không thể được gọi là anh hùng. Theo Ukrainska Pravda, cô bị truy nã ở Ukraine với tội danh phản quốc. Mặc dù bị trục xuất khỏi công việc mà cô đảm nhận, cô vẫn tin tưởng rằng Tổng thống Nga Putin sẽ không vì những lời chỉ trích mạnh mẽ của cô mà không bổ nhiệm cô vào một vị trí chính thức khác. Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bãi nhiệm tôi khỏi chức vụ phó giám đốc Rostochunichertovo. Tôi sẽ ngừng các trang mạng xã hội và bất kỳ hoạt động công khai nào của mình, cô nói. Tướng Mashenko cho biết cuộc tấn công của Nga vào Mykolaiv là hoang tưởng. Hệ thống phòng thủ đa cấp và động lực cao của người dân để bảo vệ thành phố khiến cho những kẻ xâm lược Nga không thể chiếm được Mykolaiv.
Thiếu tướng Mitro Masinko đã cho biết như trên. Vị tướng nói về ba tuyến phòng thủ được thiết lập xung quanh thành phố, nói thêm rằng ở tất cả các khu vực có khả năng đột phá đã được khai thác. Đây không phải là trường hợp ban đầu. Để chiếm được Mykolaiv, họ sẽ cần phải rút hết quân khỏi tất cả các khu vực khác, tạo ra một kho dự trữ lớn và cố gắng đột phá với kho dự trữ khổng lồ đó. Tôi sẽ nói với các bạn, ngay cả khi họ làm, họ sẽ rất khó để hoàn thành. Masinko nói. Ông nói thêm rằng, cuộc tấn công vào Mykolaiv trên thực tế là một điều không tưởng và bất kỳ chỉ huy Nga nào cũng hiểu rằng nếu họ không chiếm được Mykolaiv trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến, những nỗ lực mới như vậy sẽ là tấm vé một chiều cho quân xâm lược Nga. Người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự khu vực Vitaly Kim nói rằng quân Nga không tiến hành một cuộc tấn công nào ở khu vực Mykolaiv, trong khi liên tục bắn vào các cộng đồng tiền tuyến và thành phố. Tướng Kirby nói, Ukraine đang nhận được nhiều viện trợ quân sự. Chúng tôi đang gửi nhanh nhất có thể. Chính quyền Biden sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự quan trọng cho Ukraine nhanh nhất có thể, cho đến khi Nga ngừng chiến. Tướng Kirby, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia về liên lạc chiến lược cho biết như trên. Họ đang nhận được càng nhiều càng tốt. Chúng tôi đang gửi nhanh nhất có thể, Kirby nói. Ông cũng đề cập đến cuộc trò chuyện của Tổng thống Biden với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ Quốc phòng Tiệp cũng như cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin với những bộ trưởng quốc phòng các nước trong Liên hiệp Âu Châu tại Brussels vào tuần này. Chúng tôi đang làm việc này rất chăm chỉ, ông nói và nói thêm rằng các hỗ trợ đang được thực hiện với tốc độ kỷ lục và Mỹ đang đối thoại liên tục với Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin không có khuynh hướng ngừng chiến và đàm phán một cách thiện chí và cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ cam kết giúp các lực lượng vũ trang của Ukraine tự vệ và cố gắng giành lại lãnh thổ, đặc biệt là ở phần phía đông và ở phía nam mà họ đang cố gắng lấy lại ngay bây giờ. Tướng Kirby lưu ý rằng cuộc xung đột với Nga có thể là một nỗ lực kéo dài nhưng cho biết viện trợ bổ sung từ Quốc hội là không cần thiết trong giai đoạn này. Hiện tại chúng ta không ở thời điểm mà chúng ta tin rằng chúng ta cần lên kế hoạch cho một gói bổ sung khác. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu chi tiêu và sản xuất gói bổ sung mà Quốc hội vừa phê duyệt. Tướng Kirby cũng cho biết, ông chưa có thông tin cập nhật về hai người Mỹ mất tích trong khi chiến đấu chống lại quân Nga bên cạnh lực lượng Ukraine. Chúng tôi không có tư cách xác nhận nơi ở của họ. Rõ ràng, suy nghĩ của chúng tôi là với những gia đình mà tôi chắc chắn đang phải trải qua nỗi thống khổ khủng khiếp này ngay bây giờ. Nhưng chúng tôi không thể xác nhận điều gì có thể đã xảy ra với những người này, ông nói. Ông nhấn mạnh rằng người Mỹ không nên đến Ukraine. Đó là một lời nhắc nhở hữu ích và chúng tôi đã nói điều này trong nhiều tháng. Đây không phải là lúc để đến Ukraine. Tuy nhiên, một người có lòng chính nghĩa có thể muốn giúp Ukraine trên chiến trường. Đây không phải là thời điểm để công dân Mỹ đến đó. Hãy tránh xa Ukraine. Đây là một vùng chiến sự đang hoạt động. Và nếu bạn đang ở Ukraine với tư cách là một người Mỹ, hãy rời đi ngay lập tức, Kirby nói. Thay vào đó, ông khuyến khích mọi người ủng hộ Ukraine thông qua các cách khác, bao gồm cả việc đóng góp cho các tổ chức như Hội Hồng Thập Tự. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.